update trên bản. Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại là mình cũng đang ở Huế và xin giới thiệu với mọi người, đây là hôm nay là có sự góp mặt của anh Đạt ăn sập Huế. Kênh TikTok ăn sập Huế. Đây là tí đồ ăn sập Huế. Thế rồi nên là không phải nói nhiều nữa. Anh bên này cũng là anh Đạt, anh tên Đạt luôn nha. Cũng trong tin anh ăn sập Huế luôn. Đã, hôm nay là anh Đạt sẽ dẫn mình đi là thưởng thức món ăn ở Huế nha. Huế. À, và bây giờ thì là món đầu tiên sẽ là món chè Huế. Dạ. Gồm 20 món chè. Và đặc biệt ở đây là phải ăn được là món chè heo quay. Và chè bự. Chè heo quay là có heo quay ở trong ấy. Đúng rồi, heo quay và ở ngoài là bực bỏ bực lọc. Mà chè là đó em biết luôn. Chỉ duy nhất ở Huế có thôi. Bây giờ ăn thử biết được. Dạ, đây hôm nay bây giờ mình sẽ đi thưởng thức nha. Đi đường nào. Bên này. Sao? Rồi có trước đi. À mình ngồi chỗ nào chè ăn chè. À đi mình vào xem chè trước nha. Xem chè. Đâu nhỉ? Qua quán nào nhỉ? Có cần quay cái đi không? Dạ, chào cô ạ. Chào chị ạ. Không, để quay nữa, chị ra. Để quay, hãy quay, hãy quay được ba. Ngoài này này, chị Phương, bấy nhiêu này. Chào người đẹp. Chào chị ạ. Chị em xin phép quay một xíu được. Quay đây. Đây, nhiều 20 loại món chè nữa. 20 loại chè đây. Luôn. Nhớ chị giới thiệu cái món này. Đây là chè 20 món đúng không? Wow. Hấp dẫn luôn. Đây này mình chút mình đây đây heo quay đấy. À, đây này. Quay. Món này là món chè heo quay này. Đúng rồi, heo quay. Lạ ghê. Đây là trong là thịt heo ấy. Đúng rồi, heo quay, heo quay đúng rồi. Heo quay này là bên trong là thịt heo quay. Heo quay luôn. Thịt heo quay là bọc bên trong. Cái này là cục dừa. Khoai khoai muống này. Cái đây là gì ta? Đầu xanh dừa. Cái túi. Đầu năm. Chè có dẻo. Chè có khoai muống. Chè cho nước. Bánh trôn. Cho nước. Yeah. Đây chè bưởi đây. Thì mình cũng phải thưởng thức chè bưởi này. Ngon. Rồi đây là chè bóc. Mình sẽ gọi 20 món luôn anh. 20 món luôn. Tức là một bộ khay giống như đúng rồi. Một khay như này đó. Ở đây chè được cây. Chị ơi cho em một khay như này nhé. Nên là chè bưởi là một chè là cũng rất là nổi tiếng ở Huế rồi. Không, chè heo quay, heo quay, heo quay. Nhưng mà đặc biệt là phải là chè hoa heo quay nhá. Đây đây, đi ra quay cái. Nghĩa là muốn ăn hết các loại chè là thiếu cái chè 20 món này. Ừ, đấy tí mình sẽ lấy một là cái này tất cả có một bộ đó. Cô ơi, cô tí cô cho cháu một khoai đủ 20 món này luôn à. Nhưng mà là một khay như thế là một như này là tầm bao nhiêu tiền ạ? 1.6 20 món. Đây là một hộp và một cốc chén. Một chén này là bao nhiêu cả? 8.000 thôi. Một khay như vậy là 1.6, nó tính ra là một chén như vậy là sẽ là 8.000 một chén. Nó đầy đủ tất cả các loại chè luôn. Mà mình được sẽ được thưởng thức tất tần tật là đúng các rồi. Loại chè ở Huế luôn nhá. Đúng là anh như tên đồn rồi, hôm nay đi ăn sập Huế luôn. Như lời đồn. Rồi bây giờ mình lấy lại cái này. Ừ, dạ. Cái này. Dạ. Ok. Đây là cái quán này là cũng ở gần sông Hương mà. Sông Hương. Sông Hương mà ngay chờ đường Trần Hưng Đạo luôn. Đây là bà chủ. À. Bên là chị Ngọc Hiền, Ngọc Hiền. Hot girl xứ Huế. Hoạt động đến bao nhiêu năm rồi? Mở hơn 45 rồi. Chơi cho chuyên là bán được 40 năm rồi. Wow. Rất là lâu rồi. Gia truyền. Gia truyền. Có phải gì không? Để mang đi. Quán thì là mở cửa từ mấy giờ? Quán mình là mở cửa từ mấy giờ đến quán kia mở từ 2 giờ rưỡi chiều đến 11 giờ đêm. Nếu là ví dụ như là khán giả của Bếp Trên Bản ra đây thì có được giảm giá gì không? Có chứ. Thế nên là đây là đây là quán này nhà chị quán rất là xinh, nên là các bác nào mà ở Huế có ghé qua thì ghé qua quán chị 67 đường Trần Hưng Đạo. Chè Ngọc Quyền. Chè Ngọc Quyền. Okay. Đầu tiên là chè bột lọc heo quay này. À, bột lọc heo quay này. Rồi cái này là chè đầu đậu xanh. Rồi cái này là đậu ngừ. Đây là khoai môn đúng không em biết? Khoai môn. Khoai tía. Đây là đậu xanh dừa. Rồi cái này là chè chuối. Rồi cái này là chè trái cây. Chè trái cây. Chè trái cây.
cái này là chè bưởi. À, đỗ đen, à, đỗ xanh. Không, cái này gọi là chè đậu xanh. Đậu xanh. Cái này là cũng là khoai muống mà nhưng không gọi là khoai muống vàng. À. Em biết là à. Hạt sen đúng không anh? Không, không phải. Đồ 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 váng. Đồ váng. Rồi cái này là cái này là gọi là không, lóng nhà, chè lóng nhà. Nhưng mà ở đây có chè hạt sen không anh? Có hạt sen luôn. Em không bao chờ. Những cái hạt sen đấy. Hạt sen và nhà, đó lóng nhà. Đây là thật này. Thật thật đen này. Cái này là chè bắp. Chè bắp. Chè bắp nhá. Cái này là đậu đỏ. Chè đậu đỏ này là lễ lễ gì mà người ta hay lễ thất tình, lễ thất tình. Cái này là khoai môn dẻo, khoai dẻo. Khoai dẻo, khoai dẻo. Khoai dẻo. Đậu nành, đậu nành. Đậu nành. Đậu này là đậu này là hay làm ốc đậu mềm mén ở chợ Viên này này các bác. Và đây là chè trôn nước. Chè trôn nước. Trên mình thấy chưa, trên nữa màu sắc rất là đẹp luôn, bánh chu nhìn nó thấy ngon rồi. Còn có hai cái thì không một... hiện tại là nó rất nhiều màu. Ok, cái này là bột lọc. Ở trong nó có dừa, dừa khô. Rồi cái này là cái cuối cùng là cái này là chè thạch. Thạch. Này tức là bây giờ là anh em mình rất chén nhau. Chén nhau à, chén cái này là bột đá nhá. Ở đây có bên đi bột lọc này là cái đặc biệt của Huế này. Đây, trong một cái một có hai cái thôi. Có hai cái thôi. Làm sao bây giờ chia đây? Hai cái. Hai bốn đi anh. Đây hai em mời anh. Không anh đang gì cả. Là hai anh là chuyên review đồ ăn nên là anh nhường cho hai em mình, hai chị em mình đây là giờ là sẽ ăn như cho quả nhiều biết. Đây là hai em ăn bột lọc đấy. Mình ăn chay bột lọc cũng được. Bột lọc. Em mời hai nhá. Okay. Đây là bột lọc chay đúng không anh? Không, không, đó là có dừa. Dừa. Có dừa. Bột lọc dừa, còn mình là sẽ là thịt heo nha. Bên chay bên măng đó. Bây giờ ăn thử, ăn thử. Nhà đây. Mời cả nhà nhá. Măng măng đúng không? Đây. Ở ngoài ngon ngọt. Đúng rồi. Nó dai mà. Đúng rồi. Nó mặn mặn. Nó làm từ bột lọc mà. Ở ngoài bột lọc ở trong là phủ ở giống như hộp cái bình thường vậy luôn mà những vùng ra. Đúng rồi, đúng không? Nó mặn. Nó kết hợp này nó gần giống như là ngon. Thực lượng cho các bếp xong rồi để vào. Nhà ấy ở chị ở Huế mới có. Nghe. Tào lão rồi giờ. Tào lão làm nghe. Chai này là thị trường mà có nhiều người mà họ không nhãn nhãn không được cũng như vẫn có người là họ ăn không được cái chai này ăn thế không vì nó là thưởng thức món khác nữa ăn thêm. Thêm cũng không có ăn thêm là gọi có ăn thêm không có mà không để bụng ăn nhiều chè món chè khác nữa cái này em đây là long nhãn được rồi long nhãn như là mình đây. Gọi có đấy con đấy cũng bán đi anh ăn chay thôi thì được chè ăn chè này muốn chè gọi bỏ thêm dưa và đá vô nữa thì có anh ăn chay hơn thì được thôi nhá. Để em mời anh có thể ăn những cái khác nhá. Rất thử chè long nhãn. Cái này chúng cả nhà, là mời cả nhà ở tấm này nó sẽ bỏ cái đầu xén hay hạt xén trúng cái đồ lắm nhãn á. Nhưng mà nấu thì nó bị rạ ra. Ừ. Đúng chính xác là phải bỏ trong. Ăn này vị thanh thanh ngọt ngọt. Ừ. À với cả hạt sen bùi nữa rất là hợp luôn. Ừ, hạt sen đây mềm ấy. Ừ. Cảm ơn đã tan trong miệng luôn. À. Đây. À, đây là cái món là chè bùi. Chè bùi. Ừ. Anh ăn đi. Anh đừng có bùi sao có bùi không? Nó lại có cái vỏ bên ngoài á. Vỏ vỏ cái vỏ từng đắng á và bùi từng đắng á. Đấy, mấy anh cũng làm miếng người miếng đây vẫn đủ bà. Ừ. Đây là nhà nha. Cái bữa này ăn với cục dưa ngon. Ừ. Ăn với dưa, thêm dưa đây nè. Ăn như kiểu là có dưa nữa. Một loại có dưa khô nhá. Cái bữa này có thêm béo không? Nhà bữa thì giòn giòn. Ừ, sữa sữa lòng. Kiểu có bị ngọt gắt không? Hay là ngọt vừa phải? Làm bằng cái vỏ vừa phải nhé. Làm bằng vỏ. Nhưng mà nó không bị đắng. Đúng rồi. Thằng đem về luộc này. Luộc quá. Xong rồi chườm qua nước đá để cho nó vỏ nó giòn.
bắt đầu mình. Cái bắp này. Đây, mình sẽ ăn thử bắp ở đây xem có khác bắp ở trên mình không. Anh em cũng bây giờ chỉ có là kêu một người một ly là nó ok nhất. Đây anh ơi, vẫn đủ hay anh em mình mỗi người một biến đấy. Ăn đi anh. Mình là ăn để ăn hương ăn hoa. Không không. Đây, cho được nhé, hai viên, hai em hai viên. Đấy, mình dừng hai em đi. Đúng không? Ngọt bắp. Nó không phải là ngọt kiểu là ngọt gắt nhưng mà ngọt như cái bắp ta. Cái bắp nữa có cả cho thêm ít đường ấy. Xỉu đó, cái bắp nó ngọt luôn. Đây, cái chôn nước. Bây giờ mình sẽ ăn. Anh chôn nước ạ, chôn nước chưa? Ê, chị Phương. Chị chôn nước nhường hai anh đi. Không. Rồi, mình sẽ ăn thử nha. Tại vì là lâu lâu mới được xuống Huế mà, các anh nhường cho. Đúng rồi. Ê, em mời hai anh ạ. Ok. Lần đầu tiên. Lần đầu tiên được xuống Huế. Mình có hai viên đây. Đây, mời cả nhà nhá. Vâng, hai viên. Mời cả nhà. Con trai Huế là rất là đảm đang luôn. À đâu cũng không phải có vẻ đảm. Nó ga lăng. Ga lăng, phải nói là ga lăng. Xong rồi có nhân đỗ xanh. Đậu xanh nữa nhỉ. Những bạn đậu xanh. Nhân đậu xanh. Bên ngoài bánh là rất là dẻo. Không phải quá ngọt gắt đâu. Mình vâng thử em thêm ít đá nữa. Đây là mình phải ăn cho thêm đá vào cho nó ăn nó mát lên. Bỏ thêm một dưa nữa. Theo kinh nghiệm của anh thế là nãy là phải thêm nước rửa. Bây giờ biết em bưng một chén đi luôn. Tại vì là hai chị em mình là từ trên em bỏ được dừa vào cặn cái rụp luôn cặn hết luôn. Ăn hơi bùng mồm luôn. Hết đúng mồm luôn. Cách ăn đây đầu ngư nè. Em sẽ thử đã. Anh chỉ em cách ăn xong anh thấy à? Muốn thử rồi em rồi. Trộn lên điều. Đây hôm nay là nay là phải thêm ít nước cốt dừa nữa. Đấy một dừa đấy. Đây là ăn gần nửa rồi chuyên gia Huế mới nhắc mình dạy cách mình ăn. Nghĩa là mùi thử xe bò thì thịt dừa hoặc là với nước khô vào. Nước khô với cả nước cốt dừa vào. Mà ăn mềm mềm ấy, ngon lắm. Bây giờ là một chút nữa là mình sẽ lại đi tiếp chuyến hành trình đi kiểu gần giống food tour là anh dạy dẫn mình đi ăn tiếp mà món. Lát nữa là mình sẽ ăn mì trong tiền và bắp nướng khoai nướng. Và xong tiếp đến nữa mình sẽ ăn trứng luộc ốm bầu. Trứng luộc ốm bầu luôn ấy. Em không nghe ốm à trứng luộc ốm không phải là ốm ốm mơ à trứng luộc ốm bầu ốm bầu rồi tí là mình sẽ biết tí sẽ biết rồi tí mọi người là cùng đón xem nhé. Anh Đạt sẽ dẫn mình đi ăn tiếp bánh món bánh mì đúng rồi cầu thường tiền o tho nha. O tho là tên là của o là o tên tho là cô đúng rồi, họ gọi cô. Rất là đông khách luôn. Và chị họ đốt thiều dẹp. Rất là đông khách luôn. Ăn mì chi? Bụng mì lông xồn ấy. Có những mì đây là mì gì là ngon nhất đấy? Lông xồn. Đây, lên kia. Đông quá. Đặc biệt bỏ nhiều loại đó. Đây qua đây. Cái nào ngon nhất? Đúng rồi, anh giới thiệu cho em món ngon nhất đi. Bánh thực cảnh đó. Con chào bà. Con chào mẹ ạ. Mẹ. Đấy phải là mẹ. Mì đặc biệt là mì tất cả các loại ở đấy luôn. Nói chung là không bỏ hết tất cả mọi thứ ở đấy luôn.
Dạ, rồi, thế mình sẽ ăn bánh. Không, cái này là bát tế này. Cái kìa, bát tế này, cái này bên chả tề. Chả, chả. Cái là cái đặc sắc là cô đang thái ơi, cái gì chả. Chả cuốn ống tre đúng không anh? Chả ống tre. Bằng thịt héo. Ngay ở trên ống tre luôn, ta cuốn trên ống tre. Ừ, đặc sắc luôn. Chả mà khí mà chứa chín á. Dạ. Bắt đầu đem vào nước. Bắt đầu mình như vậy. Như thế thì nó sẽ mùi ống tre và thơm hơn nhỉ anh? Cô hôm nay hơi đông khách nhỉ? Cô là hôm nay là hơi đông khách nên là tự mình là không hỏi được nhiều. Cả mẹ cũng ra đây giúp luôn rồi. Đông khách. Bây giờ tầm 10 giờ thì mà vẫn rất là đông luôn, xếp hàng. Đấy là bán từ sáng. À, bán từ sáng rồi mà giờ vẫn đông. Càng khuya là càng đông khách. À. Thế mình biết là nhà cô rất là nổi tiếng. Em có đọc trên kia là sáng là nhà là có mở cửa từ 6 giờ rưỡi đến là 10 rưỡi. Chiều là sẽ mở 4 giờ. Từ 4 giờ đến 3 giờ. Đến 3 giờ sáng luôn. À. Thế là bán thâu đêm luôn. Khách là khách người ta đi chơi đêm về. Dạ. Đi chơi cũng đêm về. Và làm gì nhé? Có thể bán mang về ăn tại quán được. Buổi tối là ăn. Dạ. Bốn cái. Bọn cháu ăn đây ạ. Các cháu gửi tiền thôi ạ. 85. 5 cái. 5 cái ạ. Sau khi chờ đợi một lúc thì chị mình đã có bánh mì rồi nha cả nhà ơi. Đây ăn lửa ra đây xem này. Miếng sẽ là đây là chẵn là chả giá này. Chả giá. Xíu này. Xíu. Xíu. Có cả lạp xưởng. Lạp xưởng. Chả. 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 Chả heo. Rồi rau nữa có bà. Bà tê nhá, có bà tê nữa nghe. Bà tê này, rau răm. Rau răm. Đúng rồi. Xíu mai nhá, có cục xíu mai mà nó kiểu nó chẳng hay là xíu mại đấy, xíu mại đấy. À, xíu mại. Yeah, nói chung đầy đủ hết luôn. Đây là xíu mại này. Xíu mại, yeah. Đây là kinh nghiệm ăn sầm Huế đấy. Cái này gọi là full topping. Yeah. Full topping luôn. Đây sẽ ăn. Đây là mời hai anh nhá, mời mọi người nhá. Đây, mời các bác nhá. Mời cả nhà nhá. Ăn mì đi, mì ăn vâng. Nó cảm giác sao? Em thấy ăn tổng hợp này ăn các vị nó như là có con măng chua hả? Có măng chua trong này không? Hả? Mầm chua hả? Em ăn nó khác ăn, chị thấy ăn mát tê à? Bát tê. Nhưng mà hàng cũng có. Vì có thêm một ít thôi. Không phải, thịt ní á. Thịt ní khi mà rím á, nó có mắm, có ruột đông nữa. À, nó bỏ thêm vào. Ừ. Mà có cái vị như thế này. Lạp xưởng hơi ngọt ngọt này. Có bỏ thêm... Vì khi người ta rím thịt á. Nó có bỏ gia vị. Đúng cái Omi nói là sẽ đầy đủ tập cẩm tất cả những vị luôn. Vị gì cũng có hết. Mặn, ngọt. Ngọt hơn cũng có nữa. Nó rất là khác, giống ba tê. So với bánh mì trên quê mình thì ở đây nó ưa trộn ngọt hơn ấy. Vâng, thật ra ba tê nữa. Đấy người ta ăn cay. Dạ. Mà bây giờ thôi này lên nhỏ. Cái này còn gọi là bỏ lạp ít cay, không có làm cay sợ lắm. Chứ thực sự mà đấy là ăn được bỏ rất là cay. Bỏ là kiểu là bây giờ hiện tại là giống như hiện tại đây cho nên nó ớt đang phủ hết luôn. Nhưng chúng ta đã cái này sơ ăn không được đấy, là cái đây là cây. Chưa có cây mà em thấy cũng là cây rồi anh. Nhưng ở đây rất là cây, ăn là cảm giác cây lắm, ăn không được luôn. Nhiều như ở Huế ăn được, nhưng mà ở tỉnh khác ăn được. Hiện tại mi mẩy ở đây là người ta chưa bỏ được phải không? Không, bọn em là ăn được cây đấy mà, nhưng mà cũng hơi cây lắm. Em bây giờ đang cây hơi xé lưỡi. Đó hiện tại là nói cho ít cây ngay chứ con, nếu mà bỏ cây nhiều lắm là sớm. Chưa bỏ được luôn ấy, chỉ có là tiêu trong chưa bỏ ớt luôn á mà cây lắm. Thế là ở đây người Huế là ưa chuộng ăn cay đúng không? Cay măng. Cay măng. Nhưng mà không cho cay, nhưng em vẫn thấy cay một xíu xíu. Nó tư của cái thịt này, của xíu này. Đầy đủ này. Rau nữa nhỉ? Đi. Đây là thịt.
thịt nướng. Thịt nướng này á, nó ra cái nước này á. Vậy là chắc là pate đúng không? Mà cái pate vừa nãy anh Đạt vừa nói là có cả cho thêm măng ruốc anh. Gia vị ở trong đấy này là nó lạ lạ, nó khác ở những chỗ khác. Những nơi bánh mì pate những nơi khác là như vậy. À, xin lỗi anh hai thế không ăn chút cười em. Anh đã thử review xem à bánh mì thế nào. Bánh mì Huế thế ngon rồi. Quá là ngon, đúng rồi, rất là sắc bánh mì mình ăn. Rất là ít vốn từ để nhờ để đi review bánh mì của anh hơi bị chật cháy. Không, cái gió nó nhưng mà chật cháy này ăn ngon, hơi giòn. Này anh nói chị nói mini là hình như là phải tạm vị trong đấy cảm nhận ở mini đấy là phải có tạm vị đó, đặc biệt là mini tất cả các vị của món của này luôn đó, xuất sắc đã đủ rồi. Là có cái này có tạm vị nha em thử ha. Nếu bình thường anh phải đặt đi ăn á thì sẽ nói bỏ thêm ớt ở cây đó, nếu anh mới đặt đi ăn luôn luôn là bỏ cái kiểu cái đắng cay á, ăn như vậy kiểu cũng quen. Bây giờ mà dân Huế mà ăn cái gì mà không ở vừa nhưng mà anh ở Huế anh cũng không ăn được cay à? Anh ở Huế anh cũng không ăn được cay à? Được mà, được chứ. Vì bây giờ nội để có hai ăn nữa. À bảo là anh nếu có không có bọn em thì anh sẽ bỏ thêm ớt vào trong này. Vì ở Huế ấy nếu mà ăn mà không có ớt là người ta cảm giác là nó thiếu thiếu thiếu, nó cũng không ngon miệng. Có ớt vô thì ngon. Như sáng nay bọn em đi ăn bún bò Huế thì người ta cũng phải bỏ một bát mắm to để rất là nhiều ớt. Đó, đúng rồi. Đó. Đó. Thế là bỏ thêm vào. Thế là ở đây rất là ăn ớt cũng rất là giỏi nhỉ. Em cũng nghĩ là ở trên em là xào ớt ăn là ăn giỏi, ăn cay giỏi lắm rồi, và sau là dưới này ăn ớt cũng rất là cay nhỉ. Thì chúng ăn món gì đó luôn luôn có ớt bên cạnh. Hôm nay là rất là vui là được anh ăn sân Huế, là được đi trải nghiệm ăn rất là nhiều món ăn chè, 20 vị chè nhá nhỉ? Đúng rồi, 20 vị chè. Và đặc biệt đây là mọi người không nên bỏ qua đó là chè heo quay và cây. Bánh mì. Bánh mì trang tiền. Ờ, to. Ờ, to. Nếu bát nào mà có dự định là xuống đi du lịch Huế thì có thể xem kênh của anh ăn sân Huế để mọi người có thể biết thêm các đồ ăn ngon như kiểu là các đặc sản ở đây để mình biết rõ hơn để mình trải nghiệm cũng như ăn thử. Nghe nói tiệc một cái là ăn được cái bánh ép, bánh ép dẻo Huế. Bánh ép em rất là tiếc. Hôm nay là hai chị em mình là không có duyên với bánh ép. Nghe anh bảo là xong hơi lạc nữa về cho một bánh này bánh ép khô. Cũng có bánh ép khô làm cái dừng cho mẹ cũng có ăn thử mè sừng chưa? Bánh sừng hả? Mè sừng chưa nghe cô, em không biết thì chọn thử luôn. Thì chọn thử mè sừng với là ăn sợ Huế luôn. Chúng là ăn sợ Huế, cái tên ăn sợ Huế là nghe tên người ta đó. Mè sừng vuông, mè sừng rèo, mè sừng tròn, mè sừng giòn, bốn loại mè sừng. Nay mình phải ăn xong cái bánh này rồi đi ăn luôn. Đây là một ổ này là 25.000 nhá, phải đấy 25.000 nhưng mà rất là nhiều thịt luôn đấy. Cái loại đặc biệt. Đây là loại đặc biệt mới có 25.000 thôi. Ăn như thế thôi. Ủa anh ạ, cả một cái rồi đấy. Cũng phải nhanh để kịp anh ạ. Xuống là các bác mà xuống Huế thì đừng bỏ qua món này nhá. Đúng rồi. Đến Huế nhất định là phải ăn cái bánh mì này. Nó nói gì bạn một kia không á. Bánh mì này quẳng đấy á, nó một kia thôi. Đừng ăn bạn. Anh có thường xuyên ban ngày nó không bán mà chỉ bán buổi khuya thôi. Anh là đi quay về. Anh là ban ngày không bán, bán buổi tối. Đúng rồi, buổi tối. Ban buổi ăn này á, ăn một ổ mì, nó sạch kéo thêm một ly nhập một thêm đậu nành này, nó sạch toàn cần đấy đó. Đậu phộng. Có ạ. Nhập nó mới toàn là ly nhập đậu nành. Gần hết rồi. Không bây giờ nhập cũng được thôi, để tôi ra được không?
Đó, nó có cái mạng đó. Đậu nành này, đậu phụng này, đậu xanh này. Rồi. Sẽ bị đổi. Bây giờ là mình sẽ ăn hết miếng bánh này. À, đi sẽ đi ăn tiếp món bắp nướng. Bắp nướng nha. Đây, bắp nướng. Bắp nướng thì trứng gà nướng. Trứng gà nướng. Ừ. Xem mà trứng gà nướng ở đây có khác ở trên bản không? Có thổ địa ở đây rồi nên là đi đâu cũng không lo. Ừ. Sao? Chỉ lo. Ô. Có người. Bình thường á, bình thường nếu mà họ bắt á là ba là bây giờ đi sạch dẻ sạch đôi tay. Chà, vừa nãy có chữ anh đi qua là các cũng lo lắm. Dạ. À. Em chào chị. Chị em xin phép cô. Được. Đây là chị ơi. Bắp. Mình sẽ ăn bắp mà. Bắp đây là bắp nướng, đây là khoai khoai lang nướng. Ừ, bạch đằng trứng. Bạch trắng trứng. Đó đó là trứng 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 gan nướng. Dạ. Yeah. À, là mày ăn thử trứng nướng đi. À trứng nướng. Tại vì trứng này nó nướng. Thì bây giờ chị mới cho một cho trứng vị bắp vị khoai. Xem trứng gà nướng Sapa với cả trứng gà ở đây có khác không? Dạ trứng, trứng với bắp, với khoai. Tha cũng khoai xuống, ok bắp. Nó chỉ hai trứng á, thì nướng cả. Dạ cho hai trứng. Hai trứng một bắp một khoai đi. Vì tụi em ăn nó quá. Đúng rồi. Khi là trứng nó luộc cả nướng ấy, nó cái à nóng để em bóc cho em dân bán đồng nướng mà ừ bên còn nóng này nóng hơi hổi luôn bây giờ họ sống họ quẹt hành thêm mỡ hành đấy à, phải còn quẹt thêm mỡ hành nữa à wow. Ôi giờ em lần đầu em ăn kiểu này ấy, tại vì ngày xưa nhà em nướng ngô là các bác ở dưới miền Nam mình phải là... học cầm mực quẹt phải học đấy em xem đây là nhúng luôn nướng mỡ hành thơm hơn ấy nó sẽ đậm vị hơn bánh tráng này học được rồi nhá bánh tráng xong rồi có chưa đây là sẽ đây 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 làm mình này nhìn thôi nhưng mà mình phải nếm thử nữa mình mới biết được cho em hỏi xíu là chị mấy từ bán vừa mực rồi bán hàng từ mấy giờ đến bây giờ cái đó là 6 giờ đến 2 giờ sáng 6 giờ đến 2 giờ sáng wow nói chung là bán buổi khuya à đây là bán được khuya vì ban ngày chỗ này là 6 giờ tối 6 giờ tối 6 giờ tối đến 2 giờ sáng tại vì là hôm nay anh cũng dẫn mình đi ăn đồ khuya đây nói chung là chỗ quán này là toàn là bán khuya hết con nói chỉ là dành cho người kiểu đi làm về đấy cái này là bánh trắng trứng bánh trắng trứng bánh trắng trứng đây đây là người ta có cả bắp khô bò khô này bò khô hành hành mayonnaise trứng sốt 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 mayonnaise với cả là pate pate nè pate cái này ba loại này đấy đấy chị làm này giờ đâu hết được rồi chị lớn đây mình sẽ ăn nóng hổi luôn á. Hả? Đây. Đây. Ai đừng nó quá ai đó cuốn hành sa. Hành cắt. Ủa sao mới đăng rồi? À dạ. Em cũng sẽ thử luôn. Này em mời hai anh nhé. Hơi béo béo, hơi mặn mặn. Béo là từ cái sốt mayonnaise. Sốt mayonnaise. Còn mặn anh nghĩ là từ bò. Với cả pate. Pate nữa. Nhưng mà ăn như này thì nó kết hợp lại thì ăn lại thấy rất là ngon luôn. Đừng miệng. Ăn lần giò. Đặc biệt là có pate. Ăn là láng. Bắt đây có thêm mắm giúp nè lạ ăn như này chả mấy chốc mà lên cân vù vù chị ơi mình bán đây thì lâu chưa chị em thấy quán nhà chị đồ ăn rất là ngon ấy chị có tuyển thêm đại lý không
Là chị đông khách này à? Chắc chị một mình bán thôi, còn có bạn hai chị em người bán cùng không ạ? Bao nhiêu? Thì bây giờ chị còn muốn tuyển công tác viên để bán hàng ngoài đó đắt không? Nhập hàng là bên Sapa. Ship hàng đó bạn. Ừ. Chị có bán cơm lam không? Cơm lam ở đây. À, em cũng có một cái cửa hàng trên bán đồ nướng ấy, mây ấy. Em cũng bán đồ nướng này. À. Nhưng mà thế cái nướng ở mình ở đây thì nó khác trên đấy. Nhưng mà cơm lam ở đây họ sẽ không tuồng. Nó không tuồng. Nó tuồng những loại bắp này, khoai này. Mì. Và thịt cho góc bếp ấy. Em có xỉ thì cho góc bếp đấy. À, ăn từng cái nướng. À, trứng nướng à. Trứng cá nướng, em mở. Trên nhà mình cũng bán, trên nhà mình cộc những dòng mê là cũng bán trứng nướng nha cả nhà. Trứng nướng. Cũng rất ngon. Cái trứng nướng ở đấy á, nó đặc biệt đấy á. Người ta đục cái lùa này, đục bên trong á. Nó bỏ đỏ, bỏ gia vị vào, bỏ gia vị vào bên trong. Nó bắt bốc cái lùa đấy. Cái đường gia vị bên trong luôn, bắt rồi mới bỏ vào nướng. Bắt cái này ra thì sẽ ăn kèm với cả rau xăm này. Cả rau xăm này. Chấm ốp luôn. Phải có người có kinh nghiệm thổ địa ở đây thì dạy ăn thì mới chuẩn được. Ngoài ngoài Tây Bắc thì ngoài chuẩn, gọi là người ta ăn là chấm chèo cơ. Đúng rồi, đúng rồi. Chấm với chấm chèo luôn. Ở đây là ăn với... Ở đây đen đen, màu đen đen thì là tiêu. Tiêu. Ở đây là ăn với mũi này. Mũi này là bắp canh. À, tương. Đây là tương gợp đây. Em ơi! Này. Chấm với cà cương này. Anh ăn đi. Rồi em xin. Đây. Bây giờ em ăn xong em chậm luôn. Nhà chị đông khách quá nên là còn hai quả chưa chín nha. Nên là anh sẽ ăn sau. Hai chị em mình sẽ thẩm trước. Thế thẩm trước nha. Các bạn nha. Cả nhà nha. Vì có khác ở ngoài kia không? Có tất nhiên là khác anh ạ. Tại vì em ăn đây nó tại vì ta trộn hết gia vị vào ấy. Gia vị có cả mùi tiêu nên ăn dễ ăn. Nó béo béo. Nó mặn mặn tại vì có chấm cái này. Nó chấm cái này này. Đặc biệt chấm cái này đó. Ăn thêm rau răm nữa, kèm thêm rau răm. À, phải thêm luôn cái này luôn ạ. Ngoài kia là người ta cũng không trộn nó vì gia vị vào đúng không? Dạ, không ăn quẩy với rau răm trứng không thôi anh ạ. Ít lúc đấy anh còn đi xe bán, anh cũng có ăn được lên. Của em. Giờ mình hơn. Trước là em muốn đồ là các bác cũng hay hỏi mà các không muốn kiểu này để bán. Ăn kiểu này là em nghĩ là hợp với nghề á. Nhưng mà sợ không chuẩn bán. Chị ơi mình cho em ngồi đây học nghề nha chị. Chị, bên trong mình bỏ gia vị là gồm cả chị hả? Mình bỏ mắm. Hạt lên. Tiêu. Mình xay hành. Xay hành bỏ luôn. Xong là mình tiêm á. Ông xí lạnh á. Ông xí lạnh á. Bơm vào. Vào xong lên mình đổ màu. Dạ. Mình hấp lên à? Mình bơm lại chứ, mình bơm lại. Bơm vào lại. Tức là đục đi. Đục ra. Đục lên đúng rồi. Cùng cho vị vào xong rồi bơm vào lại. Bơm vào lại. Tức là gì không? Mà nhưng mà không phải là bơm đầy nghe, bơm lưng lưng thôi. Mấy khi mà hấp lên là nếu bơm đầy nó sẽ bị tràn ra, đúng rồi. Nghe dễ nhưng mà nghe nhìn như thành ấy. Đã. Không, nóng hổi. Hơi nóng. Ừ. Nóng ấy. À, đen, lặng bọc mình nhá. Ừ, anh ăn. Ăn thì mến hết luôn. Chị, cái này chị bẻ cho em không? Em ơi, bao tay bẻ cho bắp cho em nhé. Rất là ngon. Ăn kiểu đây là mình về mình có thể làm bán được với chị Vương. Đấy, bởi vì là các bác ở dưới miền Nam hay miền Trung lên là cũng hay hỏi món trứng này. Bảo sao em mình không làm cái này bán đi. Mày mới chỉ là nướng trứng thôi. Đấy, mình sẽ học. Mình là chị là lưu lên Tây Bắc chưa chị? Chưa. À, chưa lên. Mấy em là gái Hơ Mông trên Tây Bắc. Đây là lần đầu bọn em ra Huế. Đây là được anh em sọc Huế là được đi ăn rất là nhiều món. Và em cũng có một cái kênh YouTube là Bếp Trên Bảng ấy. Về thì chị có thể xem đăng ký ủng hộ kênh. Kênh em là ở dưới Sài Gòn là cũng rất nhiều khán giả đấy ạ.
Thế là chị không biết được đâu. Thì chị biết cái ăn sập Huế thôi. Đúng rồi, chị chỉ biết ăn sập Huế, đi đâu là cũng ai cũng biết là idol ấy. Đây nè, cầm miếng này. Chậm vừa niệm trắng. Hai anh ăn. Ăn chậm có bọn em là ăn... Cái này anh ăn chỉ trong vòng là đúng một khoảng một. Đâu, anh cẩn thận không nè. Tin. Không tin. Không, đâu một nè. Không tin luôn. Bình thường ăn một lần 20 quả em. Wow, thật á? Ăn một lần 20 quả đó. À đúng rồi, anh ăn sập Huế mà. Bị cỏ bị quyết. Ăn 20 quả. Đó là cái tên. Cái tên ăn sập Huế. Ăn sập luôn, cái tiệm đó. Cái tên luôn. Mà ăn xong mất được thì ăn là phải uống 3 uống mé tiêu hóa. Wow. Nhưng mà anh ăn được bao nhiêu quả, mấy chục quả? Còn ăn thì 15 thôi, còn đạt được 15. Thế là anh đạt là vẫn là vì ăn là uống 2 uống mé tiêu hóa thôi, còn đạt được 3 uống. Cho nên ăn được 20 quả, ăn được 15 thôi. Đây là khoai, này là khoai khoai lang. Thảo nào bữa nay anh cứ ăn. Thì khoai lang cái này mà mình ăn chè á. Yeah. À khoai vàng đúng không? Đó, chính xác. Thế bây giờ anh ăn khoai và em ăn này nhá. Đông luôn nữa. Chuẩn luôn. Đây khoai này khoai sọc vàng đấy. Yeah. Sọc vàng đấy. Khi này mình ăn đó. Ừ. Chè. Bây giờ anh Mỹ Apple sẽ ăn thử xem là ngô nướng hay này khác ngô nướng mình. Mỡ hành. Mỡ hành, mỡ hành. Từ đấy người ta gọi là bắp nướng mỡ hành. À, bắp nướng mỡ hành. Mỡ hành. Đúng rồi. Đây là phao mỡ hành nè. Cho em xin tờ giấy. Nhưng mà có cả bơ không sao? Đúng rồi, có bơ. Có bơ. Lá hành. Đúng rồi, thơm mùi bơ. Anh nghĩ như là giờ nhẹ hơn đấy. Ừ. Thật là ngon. Nó mỡ hành thì người ta có cho cả gia vị rồi. Đúng rồi. Ăn đó. Ừ, có hai anh bơ này. Cái này nó nhúng xuống cái đó. Dạ. Mình ăn như kiểu là ngô, như kiểu ngô chiên, ngô xào. À không bằng, ngô hơi giống mà. Gừng giống giống là bắp xào bơ. Đúng rồi, bắp xào bơ đấy, đúng rồi. Nhưng mà đây là mình sẽ cầm miếng trái mình ăn. Miếng trái thì nướng này là nó nướng thì nó thơm hơn. Còn cái của bọn em nướng trên quê nó chỉ nướng nguyên bản nên nó không có gia đấy. Vị gì. Nguyên bản ở đây đấy. Nhé, nó càng là hơi đục ai mà ăn cả là họ sẽ nhúng vào đấy. Đấy, em thích ăn khô này, bóc từ hạt một ăn thì ăn này. Nó có hai loại nghe. Đây, cũng có gia vị. Hai loại. Hai loại trắng. Bắp này bắp mì này. Còn đây là bắp gì chị à? Bắp nếp. Nếp. Nếp ta. Nếp ta, nếp xay. Bắp ba ní nó sẽ ngọt hơn. Đúng rồi. Ngọt hơn bắp này người ta mang đi xào, mang đi xào. Ngọt hơn. Mấy con nhau mà làm bắp bơ là họ sẽ dùng bắp này. Mà ăn như này rất là ngon. Ừ, rồi ăn xong món này là mình sẽ lại đi tiếp thêm một món cuối cùng nữa. Đó món trứng lộn úm bầu. Trứng lộn úm bầu. Bầu. Bị có bầu đó. Có bầu. Bị bầu bị. À, nó có bầu đúng không anh? Có bầu nhưng giống có bị đau á. À, thế là nó sẽ có quả bí ở trong đấy. Quả bí. Bầu. Quả bầu á. Quả bầu. Quả bầu không? Là trái bầu á. Trái bầu. Để tí em mới biết được. Em chưa biết. Còn cười em. Sao lại có bầu? Đi thôi đó đi em. Thôi sẽ đi ăn đi. Muốn biết thì tí nữa xíu nữa thì sẽ biết. Chị cho em gửi tiền đấy. Ăn, đây là gọi là trứng lộn úm bầu. Trứng lộn úm bầu. Úm bầu. Nghe khó. Hiện tại chị ấy đang bỏ trứng lộn vô. À, quả bầu đấy. Bầu. Đây có cả quả bầu đây này. Quả bầu. Quả bầu ấy. Bầu. Chứ không phải là đây chị, là có bầu rồi nhá. Được ngay thì làm bao nhiêu quả chị? Nhìn chị ta thoang thoát này là nhìn ngang, quả. Ngang quả chị 2500. Chúng là 300 quả đấy. 300 đấy. Đấy là rau mồng tơi. Rau mồng tơi. Mồng tơi á. Chị có tuyển nhân viên đó. Đông thế này, nhiều thế này thì chị có tuyển nhân viên không chị? Để bọn em ứng tuyển đây. Lương xẻ một cái là một củ ốm bầu. À, đúng là một ngày. Một bầu à, ngày ba bữa, mỗi bữa là cho một chén, một ly. Đặc biệt là có cái trứng lộn sốt me nghe. À đây này, bên này cũng có trứng lộn sốt me này. Sao me, không phải là cục me. Trứng lộn xào me. Thêm cả hành. Đảo lên. Chị em cần em đào hộ không? Nghe em đào tự chủ con đem.
Đây. À, đó, để đây là cái ấm này. Cái này gọi là cái ấm mà anh. Này là ăn. Thì đây gọi là cái ấm là cái chum. À, cái chum. À, cho vào cái chum. Cho vào cái chum này là mình sẽ ăn luôn hả? À? Đúng rồi. Chị bán một cái chum này tầm bao nhiêu tiền hả chị? 15k. 15k là một quả, 25k hai quả. Đó là bao nhiêu? Dạ. Chị cho em 4 bát. Mỗi người một quả ạ. 4 chum, gọi là 4 chum. 4 chum. 45 4 45. Bốn chung. Một trong mấy đắng đắng. Mình sẽ ăn bộ, trước, ăn lửa ăn sau. Chúng chúng chớ đủ nữa. Bốn chung với cả cho em một rồi ok. Dạ. Yeah. Yeah. Một đĩa xà men các nhá, chị nhá. Rồi, yeah. Ba muối là. Dạ yeah, yeah. Vâng. Ba muối. Đây, này đấy nhá. Này, thấy không? Món ăn truyền thống. Thấy không? Đây. Mày tao bỏ ba. Cho em ít ớt thôi nha chị, đây người ta ăn ớt rất nhiều. Cho em ít ớt thôi nha chị, ít ớt thôi ạ. À. Thôi. Vậy em không ăn được ớt rồi. Thế là mình order 5 chung. Một chung là tí nữa ăn lửa sẽ ăn lúc sau. Đây là để chị em mình thưởng thức. Bây giờ thưởng thức thử là cái vị nó như thế nào. Bây giờ có vẻ là nó rất là nóng thôi. Không, mình không nhập cái được nữa. Tại vì vừa mới thấy nó múc ở từ trong nồi ra. Nên thấy cô o là cho hơi nhiều ớt đấy, anh có ăn được ớt không? Để thử nước trước nhỉ. Đây là đang đây. Rất là nóng luôn, nó không ngủ hết. Thử cái vị này. Sao? Ngọt đúng không? Ngọt đúng không? Nè. Rồi ngọt từ cái cải trừng bầu và trừng lộn. Cả thấy mùi. Nhưng mà hình như là cũng có cả mắm tép nữa. Không có mắm tép. Ăn nó ngọt ngọt đấy. Mùi ruốc, cái này là cái mùi ruốc. Một sữa ruốc. Ngọt từ ruốc nè. Nói chung ở đây đa số là tất cả các đều là ruốc hết. Đều sẽ có ruốc. Em quay mệt quá hết. Nào em thấy món ăn nó khác hoàn toàn luôn ở trên mình luôn ấy. Món ăn ngọt. Đây là chua ngọt. Là chua ngọt là sẽ tươi ra nó đủ đấy, nó đủ với cả có nhưng mà đây là hình như họ cho rất là nhiều ớt. Nhiều rồi. Không, cái đấy là gừng. Mà gừng. Gừng. Sẽ ăn thử trước đi. Nóng nóng này, cái này để giữ nhiệt tốt ha. Cái này giữ nhiệt tốt thì ăn. Đây là có hỏi là một chua này là 15.000 một quả, có một quả trứng. Ông nào tăng nóng đấy, hai quả là 25.000. Hai quả là 25.000. Nhìn đây rất là nóng luôn. Tập tính đi kem. Đây là em sẽ ăn thử. Thích ăn miếng này nhé. Cao su thì hai quả là cao su. Ai mình con. Mình thử thử. Đây. Rất là nóng không? Món ăn này được món ăn. Thích ăn nhất là cái phần này, phần này là phần ngon nhất của trứng vịt lộn. Này là có vị ngọt từ trứng luôn này, bầu này, đó vị mà hơn nữa là người ta còn ruốc, ruốc cho nên là vị rất là ngọt, ngon, ngon thanh. Chúng là hạn chế gia vị rất là nhiều vì nó ngọt từ tất cả các cái trứng lộn với bầu rồi. Vì trứng á, trứng bình thường mình ăn trứng nó đã ngọt rồi. Nước trứng nó đã. Cái nước trứng á. Thì anh này anh đặt đồ nó đập 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 tao luôn, đập đập tiếp vào luôn. Trứng lộn này cái bầu này ăn trứng thì nó đúng rồi. Cái nồi đó nó sẽ luộc cái có bầu. Xong rồi ba luộc xối bỏ thịt ruột các kiểu đồ mô gia vị xong rồi nó đổ trứng vào. Xong rồi đổ mùng tới vào. Một cái nồi như vậy là rất là nhiều trứng. Nên nó rất là ngọt. Thế ai biết được ăn bầu này ăn rất là ngon luôn. Đấy nha. Đặc biệt hiện tại là thời tiết và Huế rất là lạnh mà ăn này rất là hợp lý luôn. Cho ấm bụng. Mà quán này là chỉ bán buổi tối thôi. Bán đêm thôi. Bán đêm thôi, ban ngày nó không bán. Đây là chỉ có món buổi tối thôi nha. Buổi tối. Và chúng là mọi người nào mà đi khuya thì mới ăn được. Và nói chung là mưa, nếu mưa to lắm á thì không bán, kiểu như mưa mà lắc lắc á thì nó sẽ được bán như kiểu là bán mang về, nhưng mà kiểu như bình thường nó sẽ bán ở đấy, nó bán bình thường. Đa số là các quán ăn vặt dưới này là đúng người rồi. Ta chủ yếu là bán vào ban đêm, đúng rồi, đông người hơn đúng rồi, đúng ban rồi. Ngày người ta đi làm. Vì ở đây là có nhiều cái chỗ tụ điểm vui chơi á, là kiểu vui chơi xong rồi nó đổi bùng, nó sẽ tới để ăn nhanh hơn. Em biết vì sao cô dùng cái chum này, cái này giữ ấm, giữ nhiệt rất là tốt. Nhiệt đó, nhiệt. Thế,
đây là quả bầu nhé, chứ không phải là quả có bầu nhá em ý. Quả bầu. Anh đặt thử ăn nè. Nóng anh. Ngon. Ăn phải ăn phải có đấm nhờ. Đây, em đến lượt em nhá. Ngon, ngon, ngọt nữa. Được, rất là ngọt. Ăn ghe được từng cục, từng cục, từng cục sô mê. Đây, từng cục sô mê này phải ăn trong băng bệnh trạng. Không tốn đấy. Ngon. Thì ăn. Đưa chua, đưa chua không ngọt. Ăn rất là bổ. Mềm mãi mềm phải. Đấy, nó không ngựa, đúng rồi, chính xác. À, ngon lắm. Đấy. Đó. Bỏ thêm một chua ngọt, em lại nghe cảm ơn cảm ơn. Anh như thế nào? Chua đúng không? Đúng không? Nước còn ngon không? À, phải bỏ thêm cái chua ngọt này vào nữa, đúng bài. Đúng rồi. Đây, mời cả nhà nha. Ăn cốt này nó chua ngọt ngọt. Chua ngọt đấy. Nó với cả nó bánh phồng tôm á. Cái lằn này ăn rất ngon luôn. Đúng rồi. Ngon. Chan đạt giò này. Có bánh phồng tôm mà ăn cùng cho. Vì nước sôi của nó làm từ mè. Nó sao bởi vì vậy. Hơi chua chua thanh thanh ấy. Con nó ngọt con tươi ra cây cải từng từng cục. Có cả cái cốc nữa ha. Cốc chua chua này nữa. Ăn kèm vào cũng hợp. Hai đứa này. Cái nước của nó xịt xịt. Cái này là nước sốt me. Sốt me nghe. Rất là ngon luôn. Đậu phụng. Để em xịt. Trường. Quá quá. Đã qua này có cái mỏng này không? Này không phải không có. Đây có. Không có. Không có. Nhưng mà nhà hàng vẫn có. Nhưng nó không ngọt, không ngon nó không đây. Nó không giống vị ở đây. Bằng vị ở đây. Ăn dạ Huế luôn. Con Huế á, con Huế ở Huế nó sẽ có, nó có một cái cách nấu rất là đặc biệt của Huế. Nó gia vị khác nữa. Đúng rồi, gia vị cực kỳ khác luôn. Đặc biệt là vì em đi ăn biển được không? Vì nó có cái ruốc. Ở chỗ khác không có ruốc. Tất cả những món đi mà làm nước á, họ sẽ bỏ thêm ít ruốc vào. Bởi em đang cảm giác vì nó đậm đà như vậy đấy. Người dân ở đây mà bình thường người ta nấu cơm á. Nó cắn để ăn cơm bình thường á, nó vẫn bỏ ruốc vào. Em ăn món nào cũng kiểu đậm ấy. Món nào cũng hơi mặn ấy. Mình nó đùm cái vị ruốc tăng cái hương vị của cái món ăn đấy. Đúng rồi, em thấy đây là đặc sản Hàn Quốc. Đây là cũng là món ăn là kết thúc video của anh ấy mà. Không, vẫn còn nếu mà ăn được là sẽ ăn bún hến. Bún hến. Cũng rất là ngon. Video sau. Nói chung là buổi đêm nay là hiện tại là rất là nhiều ăn khuya. Nó còn bán bánh cánh nữa. Bánh cánh chả cua. Nếu là có thời gian thì đúng em rồi. Muốn ăn hết tất cả các món ở đây luôn. Ở Huế bây giờ nhỉ, bây giờ mà muốn con một món bánh cánh. Bánh cánh là bánh cánh mùa bướm. Tên là ó bướm. Ó. Ó được gọi là cú đấy. À sao lại là ó bướm hay? Giống như ó thơ vậy. Tên cô tên của con. Tên đúng rồi, tên là bướm. Không, người ta tên bướm. Thế người ta tên bướm. Đây là bướm bình thường mà chị. Ó là tên là bướm, nên đặc biệt cánh là ó bướm. Tên rất là hay luôn. Con bướm ấy. Nó cùng là bảng từ chiều đến tối, từ khuya luôn. Nó sẽ phục vụ cho những cái người mà kiểu đi làm về trễ này, đi chơi này, mà kiểu như đợi bồn người ta sẽ ăn. Ban ngày là người ta không bán. Ăn ngon. Thế là sơ qua là hôm nay là cũng ăn được khá rất là nhiều đồ ăn ngon. Hôm nay là cũng cảm ơn anh ăn sầm Huế. Là anh Vinh của anh Đạt. Hôm nay là rất vui thì được anh nhờ anh là đưa đi trải nghiệm rất là nhiều đồ ăn ngon. Các bác nào mà chưa biết tới Huế nè, chưa biết tới ăn sầm Huế, mọi người có thể vào đăng ký kênh anh để xem tất cả các món ngon về Huế. Tại vì nhắc tới Huế thì bây giờ mình nghĩ trong đầu toàn món ăn ngon thôi. Ngon, đặc biệt là rẻ. Nhiều lắm, đúng rồi, vừa ngon vừa rẻ. Thế ra này chứ là chúng ta cầm đúng chức là cầm 50 ngàn ăn sập Huế.
đúng rồi. Đúng rồi, em xem rất nhiều video của anh. Đúng rồi, em thấy như một cái tiền như ra được thì có 15 ngàn rẻ đúng không? Đúng rồi, cái tên ăn sở khuế của anh là... Món ăn, mà món ăn rất là ngon và đặc sắc nữa, đặc sắc nữa. Nếu mà tỉnh ra ăn một người là chúng 50 ngàn ăn no luôn á. Dạ, no căng bụng luôn á. Một người mà 50 nghìn là ăn no đó. Có 15 ngàn là ăn đó đấy. Dạ. Thế ổ mì cái này mình kêu 25 ngàn. Nhưng nếu mà nhiều ổ mì mình kêu ổ mì bình thường 10 nghìn, 15 nghìn thôi nó cũng đã như tính rồi. Đấy là mình lấy là mình... Đúng rồi. Em thấy Huế là đồ ăn rất là rẻ luôn. Mà ngon. Ờ, hiện tại là mình sẽ dừng để cho ăn lực ăn tiếp. Hôm nay là cũng ăn khá rồi nên là giờ chắc là tụi mình xin kết thúc video tại đây. Mọi người nhớ đăng ký kênh cho Bếp Trên Bảng với lại cả ăn sở Huế nha cả nhà, nhớ theo dõi video tiếp theo của Bếp Trên Bảng nhé. Bye bye.